Hello, hôm nay mình vấn đề là cái bằng là hả, mình quay cái video này là để vấn đề là tại vì kêu bằng là mình thấy chị Lisa, Lisa Phạm là hay cho dư luận viên chó điên ăn trước gà chiên, cho nên là mình mới đi ra ngoài chợ á, mình mua một cái bịch cứt gà về, tại vì là thấy chị Lisa cứ giới thiệu là dư luận viên chó điên nó hay ăn trứng gà chiên hoài à, nên mình coi trứng gà chiên nó ra như thế nào. Thì sẵn tiện là người ta cũng có giới thiệu cho mình luôn là một bao trứng bò. Thì sau đây mình giới thiệu cho các bạn là trứng gà và trứng bò. Mà các bạn xem cái bịch trứng gà, thì đây là cái bịch trứng gà ha, trứng gà xử lý đã dùng cho dư luận viên chó điên, thấy không? Chú ý là sử dụng một lượng vừa phải thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy bịch cứt gà này á, thì có giá là 30.000 đồng, trong khi là đây là một cái bao cứt bò, thấy không? Rất bự, thấy không? Mà cái bao cứt bò này là chỉ có 40.000 thôi. Cho nên bây giờ các bạn thấy nè, mình sẽ cắt cái cứt gà cho các bạn xem. Cắt trứng gà này ra ha. Đây, chúng ta cắt trứng gà ra. Và chúng ta thấy rằng á, đây nè, bóc lên cho các bạn coi nè. Thấy không? Đó, cận cảnh trứng gà. Các bạn thấy trứng gà rất là mắc tiền. Cho nên nó là chị Lisa mà cho dư luận viên chó điên ăn trứng gà, mình thấy nó phí quá. 30.000 mà một bịch như này. Trong khi đây bây giờ các bạn xem cái bịch trứng bò. Nguyên một bao cứt bò luôn mà chỉ có giá 40.000 thôi, cái này là ăn là đã luôn nha. Đó, cái này là không phải tiết kiệm, mình phải tiết kiệm. Đó, cho nên là hôm nay góp ý với chị Lisa là như vậy, là sau này là đừng có cho dư luận viên nó ăn cứt gà nữa, mà thay vào đó là nên ăn cứt bò đi. Đây, cứt bò đây. Cứt bò hơi khô, trong đây là có rơm luôn. Đó, thấy chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và cũng nhắn gửi với vấn đề là kêu bằng là hả chị Lisa, là sau này nhớ cho dư luận viên ăn cứt bò để cho tiết kiệm chi phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn chị Lisa đã theo dõi video này.